nè cô ngày nay nhóm khơi xong bà đẹp nè cô hiệp nè lơ tóc nó miên chờ nó hay bổng bị sao đấy chà chẳng xong bà đẹp nó nhóm riệp màu chà chỉ sạch ở lấy nhóm mà toàn bà bê ai nè cô tiền mới ta có một nhóm bổng rong năng thuê ở vầy ờ nhóm kết thà nè con nóng cơ miên sko so bà hai chị tẹt tôn nâng là bỏ nhằm mây mưa tư chà tẹt tôn nâng là bỏ nhằm chà chẳng là bỏ nhằm nế cứ tẹt tôn nâng khám mềm đài cho chật nhằm ta nè cô ạc đăng nế ta khám mềm cho chật nhằm với các chuyên kỳ nhóm cơ thà khám mềm cho chật chuyên kỳ một phút nâng cứ sko khọp chà cứ sko khọp chẳng thằng ngày nếch nhóm chóng bằng hai nè cô bì ca bằng cách sko khọp chà đòi nghề chà đại dương phượt bàn đòi nghề nghề chà chứ nè cô ạc phép nhóm phong bán nế thà nè nông ca thua sko khọp nâng dương thật pra xong bà rẻ ích là chà chẳng xong bà rẻ đại dương bằng cách sko khọp nghề nghề nó miên ná chà tất chà miên sko xó miên cáo chà cáo tụt bí ní hai nâng cáo thông mùi hai lẹp bó chà lúa chà nâng ẩm bò lúa cư rùm ẩm bò hay rùm lưu hào ấy chà miên bì bát miên sạp bía khuế nâng miên chân cờ chà hai nâng miên chân nắng chà hai nâng cán chà chà hay nè cô ai bây giờ phải nhom to tiệt ban đấy tha cá thưa sò cọp nó dương thử thưa giang mạch là cha 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 đồng nào cá đồng bảy bán sò cọp môn đồng bóng cứ dương wall tấp mùi cào nhất mùi cào nữa bên máu hay dương chạy cho không cài thòng bài dương prà tập mùi cái dương tử đã sò bay cào rứa co ai lơ bị bay cào các bạn đấy cha bằng to máu dương chạy cho khía nông cài thống hay chân cô bị ở sập chà cho tập score nông ở sập bọn tập bị sập hai dương chạy cho cái nông chân nắng rung qua bị ở bụng chà bọn tập bụng hai dương bọn tập lẹ bò chà pi được bay đồng nặng làm bay ở score cọp dương nước miên bò là ò bọn tập bị ban lẹ bò đã hai đã cho nông solution này hai chà tọa má dương chạ về bùng phá dương chạ cho con cái chà chạ cái cái thông nó đã đái hơi dương do lùa đại dương rum bỏ đi hơi nè chà tùm lẹ cho từ con cái đau dương prà chẳng cơ đại nơi lừa mọt cái mày làm bay ở bị tróng chà hơi dương lây dạng ná lùa đại dương đại nít cũng ở đọt bạt cái dương đại dạng mấy lây ở đan hai chia mà xong thì mày bị bạt cái chà 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 đầm nại cá miên pần nắng được luôn chà 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 lấy chập đam bị sạt ở được luôn mới chà chà chống môn bóng dương đại tật một cái chà tật một cái hái chạy trâu tật non cái thống chà còn tập mới dương wall score bay cao mỗi bí chấn dương bàn tật cò đấy đoạn máu dương cô vi ao sạp chà tập về dương cô vi ao sạp hái dương từ tua bàn tật cò mới khạp rồi dương hai ta sâu rồi xong cò chà đoạn máu dương chạy cho tới khi nóng nắng tập thái dương đạt chân phản làm bay ở sôi sông dương nắng bố
ចាំ solution នេះពុះទៅជាដំណើរការធ្វើបន្តទៀតអញ្ចឹងពេលនោះយើងរុំនៅផ្នែកលួសខាងក្រោមហ្នឹងក៏យើងរុំល្មមតែយើងដាក់កុំឲ្យទៅដល់ក្រោមពេកហើយក៏មិនអាចឡើងលើពេកដែរ จ้าต่อมาយើងដាក់វាចំពាក់កណ្ដាលចង្កឹះយើងមកទុកទៅហើយចាអញ្ចឹងសូលូសិនយើងចាប់ដើមពុះហើយចាអញ្ចឹង solution យើងចាប់ដើមពុះហើយអញ្ចឹងយើងបន្តលាក់ 2 ឬ 3 ដំណក់ចុះទៅ ចាអញ្ចឹង យើងបានបន្តពីយើងបន្តលាក់ហើយ យើងចាប់ដើមចាក់សូលូសិនយើងចូលក្នុងកែវចាបន្តពីយើងបានសូលូសិនរបស់យើងក្រោយពីរងាស់ពុះហើយយើង លូសនេះដាក់ចំផ្នែកកណ្ដាលហើយចា៎ទុករយៈពេល 2 ឬ 3 ម៉ោងក្រោយមកទើបយើងទទួលបានស្ករគ្រាប់ចា៎ចា៎ហេតុអីបានជាយើងទុករយៈពេលយូរដូចដើម្បីឲ្យសូលូសិនយើងនេះចុះត្រជាក់បន្តិចម្ដងចា៎ទើបបានស្ករគ្រាប់ចា៎ចឹងនេះគ្រូបើសិនជាយើងចង់ញ៉ាំបានលឿនចង់បានស្ករគ្រាប់ញ៉ាំលឿនយើងអាចយកវាទៅដាក់ត្រាំក្នុងទឹកកកបានទេគ្រូ ចាយើងយកទៅត្រាំនៅក្នុងទឹកកកយើងអត់ទទួលបានក្រាមស្ករល្អទេចាចាព្រោះអីដោយសារសូលូសិនយើងកាលណាយើងដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកកកវាសីតុណ្ហភាពវាត្រជាក់ខ្លាំងអញ្ចឹងសូលូសិនយើងខាប់ចាអញ្ចឹងអត់ទទួលបានក្រាមស្ករល្អទេដើម្បីទទួលបានក្រាមស្ករល្អយើងដាក់នៅក្នុងសីតុណ្ហភាពយើងធម្មតាដើម្បីឲ្យក្រាមស្ករនេះចាកកបន្តិចម្ដងម្ដងយើងមើលទៅឃើញច្បាស់ ចឹងនេះគ្រូចំពោះការប្រើលាក់ពណ៌វិញយើងអាចជ្រើសរើសតែពណ៌ហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាយើងអាចជ្រើសពណ៌អ្វីក៏បានដែរសាច់យើងចូលចិត្តចាយើងចង់ដាក់ពណ៌ផ្សេងក៏បានដែរចាចាអញ្ចឹងបន្តពីអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញក្រាមស្ករណាចាតោងនៅផ្ទៃលួសដែលយើងរុំរបស់ហ្នឹងចានេះយើងសទួលបានស្ករក្របចារឿងយើងនិយាយថាក្រាមស្ករសទេចាអញ្ចឹង ពិសោធន៍នេះយើងអាចប្រើប្រាស់បានក្នុងមេរៀនញែកល្បាយត្រង់ចំណុចវិធីកំណត់ក្រាម